sáng ngày 6 tháng 11 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nam luôn không ngừng nỗ lực trong đảm bảo nhân quyền và đã đạt được những kết quả tích cực trong... Thưa quý vị, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực hiện đang được Đảng, Nhà nước ta triển khai với quyết tâm chính trị cao, ngày càng quyết liệt theo phương châm kiên quyết, kiên trì, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Trong đó, công tác thông tin truyền thông về phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng đang được đẩy mạnh với nhiều nội dung, biện pháp và các giải pháp hiệu quả. Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực sau 3 năm được tổ chức rất thành công. Vào tối ngày hôm qua đã diễn ra lễ trao giải lần thứ tư với 54 tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2022-2023 được vinh danh. Đến dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban bộ ngành. Về phía Bộ Công an, dự lễ trao giải có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an. Thời gian qua, không ít đại án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, một phần nhờ có báo chí phát hiện, lên tiếng đã trở thành nguồn thông tin ban đầu để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh và xử lý. Và trong hành trình gian nan ấy, để đi đến cùng sự thật, các nhà báo đã thực sự dấn thân. Đặc biệt, không chỉ chống tham nhũng, nhiều tác phẩm báo chí đã nhấn mạnh cả vấn đề tiêu cực, những góc khuất được phát hiện và phơi bày của các tác phẩm báo chí để làm trong sạch môi trường kinh tế xã hội. Trong quá trình thực hiện bài viết đó thì cũng có nhiều người gọi điện can thiệp nhờ xin đừng đăng bài, nhưng mà xét thấy cái vấn đề này nó phức tạp, nó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, gây thất thoát nguồn tài nguyên nhà nước, nên là bản thân đã bám sát với đề tài và đi đến cùng. Khó nhất là vấn đề tìm các cái trường hợp cụ thể có sai phạm trong công việc, và từ đó thì chúng tôi cũng có các cái liên hệ cụ thể với các trường hợp đấy và đưa ra trong cái loạt bài của chúng tôi, để cũng có đưa ra các cái gợi ý, các cái giải pháp mang tính chất là gợi mở thêm để cho các cơ quan chức năng họ có cái tham khảo để từ đó là có cái cụ thể cái chính sách về công tác thi đua khen thưởng thời gian tới được sát hơn. Đằng sau những tác phẩm là tinh thần lao động đầy trách nhiệm, là sự dấn thân, là bản lĩnh của các nhà báo. Vượt qua các khó khăn, những cám dỗ về vật chất, thậm chí bị đe dọa cả về tinh thần, với quyết tâm đưa ra ánh sáng và công luận những vụ việc tham nhũng tiêu cực. Biểu dương các tác phẩm giành giải cao lần này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cần giải pháp tăng cường hơn nữa vai trò xung kích tiên phong của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phải tăng cường phối hợp và đồng hành giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm xã hội của đội ngũ những người làm báo trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực, chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đề cao báo chí giải pháp, báo chí kiến tạo để kịp thời đề xuất kiến nghị những giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, khắc phục những bất cập, những kẽ hở của chính sách pháp luật, xử lý căn cơ tận gốc không thể tham nhũng tiêu cực. Với 1.078 tác phẩm từ 121 cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương, Giải báo chí quốc gia phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư đã tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế, sức lan tỏa. 54 tác phẩm báo chí xuất sắc được vinh danh với nội dung được thể hiện công phu, sáng tạo, có sức lan tỏa trong xã hội. Trong khuôn khổ giải báo chí năm nay, hệ thống báo chí Công an Nhân dân đã vinh dự nhận được một giải B, một giải C và hai giải khuyến khích. Các tác phẩm báo chí Công an Nhân dân tham dự giải đã phản ánh sinh động, trung thực, khách quan trong công cuộc đấu tranh phòng chống giặc tham nhũng với tinh thần lấy dân làm gốc, dựa vào dân và vì nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền. Sáng nay tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Hội thao lực lượng Công an Nhân dân năm 2023. Dự và phát biểu tại lễ khai mạc có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các cục đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, cùng với hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ của các đoàn về tham dự Hội thao lực lượng Công an Nhân dân năm 2023.
Hội thao năm nay được Bộ Công an tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, diễn ra từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2023 với 3 môn thi đấu, gồm chạy ứng dụng, bơi ứng dụng và bóng bàn, tranh tài ở 48 bộ huy chương. Tham gia có 116 đoàn với 1.214 vận động viên đến từ các cục nghiệp vụ, viện, trường thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá cao công tác tham mưu, chuẩn bị của Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị và Công an tỉnh Quảng Bình để tổ chức hội thao theo đúng kế hoạch đề ra. Nhấn mạnh, hội thao là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thể hiện khả năng, bản lĩnh, ý chí chiến đấu, là dịp để đánh giá thực chất kết quả tập luyện thể thao của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua, lựa chọn tôn vinh, biểu dương những thành tích trong phong trào thể dục thể thao của toàn lực lượng. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào tập luyện thể thao ứng dụng nghiệp vụ để phục vụ công tác chiến đấu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị công an các đơn vị địa phương, ban tổ chức hội thao và các bộ phận chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi đấu các nội dung của hội thao theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Các vận động viên tham gia hội thao nêu cao bản lĩnh, ý chí, thi đấu với tinh thần đoàn kết, cao thượng, trung thực, cống hiến hết mình vì sự thành công chung của hội thao với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Quảng Bình. Trong 11 tháng năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tiếp tục được kiểm soát, không để xảy ra vụ việc phức tạp, không để bị động bất ngờ. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã làm tốt công tác tham mưu với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó đã chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, giữ vững an ninh quốc gia, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai quyết liệt và đạt những kết quả cao, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng nhóm tội phạm hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt cao, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đối với lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an tỉnh Quảng Bình trong 11 tháng năm 2023 đã đạt được. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an Quảng Bình cần tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và phải xác định công tác xây dựng đảng là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, cũng cần phải thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác này để việc xây dựng đảng, xây dựng lực lượng đạt kết quả cao. Trước đó, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đã đi khảo sát, kiểm tra công tác công an tại xã Quang Phú và công an phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, trực tiếp kiểm tra nơi công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ công an cơ sở. Đồng chí Thứ trưởng ghi nhận những nỗ lực cố gắng của lực lượng công an chính quy khi được bố trí về đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn trong thời gian qua. Và lưu ý mỗi cán bộ chiến sĩ cần có quyết tâm chính trị cao để thực hiện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng đã tặng quà cho Công an xã Quang Phú và Công an phường Đồng Hải, mỗi đơn vị một bộ máy vi tính. Thưa quý vị, sôi nổi, dân chủ, các nhóm vấn đề được đưa ra một cách đầy đủ, toàn diện. Đây là cảm nhận chung của cử tri và đại biểu Quốc hội sau phiên chất vấn ngày hôm nay tại nghị trường kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Thường xuyên theo dõi các kỳ họp của Quốc hội, ông Vũ Minh Phú, cử tri Hà Nội đánh giá cao những điểm mới trong phiên chất vấn kỳ này. Không khí chất vấn và trả lời chất vấn cho thấy các thành viên chính phủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nắm chắc các nội dung lĩnh vực mình quản lý. Trước hết, chưa nói đến nội dung thì tôi nói đến không khí chất vấn. Thì tôi nghĩ là rất là sôi nổi, liên tục và đại biểu hỏi cũng rất là đúng giờ và nội dung đi vào trọng tâm. Hỏi thẳng bộ trưởng nào, bộ trưởng A, bộ trưởng B. Còn đối với người trả lời chất vấn như bộ trưởng Tài chính nhiều nhất, rồi ngân hàng, bộ khoa đầu tư, thì trả lời cũng rất là khúc chiết rõ ràng. Cái gì chưa rõ thì hỏi lại và cùng nhau tranh luận.
Tôi đánh giá rất cao cái phiên chất vấn với trả lời chất vấn ngày hôm nay. Rõ ràng là qua cái phiên chất vấn như thế này thì chúng tôi biết rất là rõ các cái bộ trưởng rồi các cái lãnh đạo các ngành đã làm những cái gì trong nửa nhiệm kỳ qua, và chúng tôi cũng mong là cái không khí chất vấn như thế này tiếp tục được phát huy. Ngày mai, Quốc hội sẽ tiếp tục bước vào ngày thứ hai của phiên chất vấn. Cử tri mong muốn các vị đại biểu Quốc hội trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm sẽ có nhiều câu hỏi sâu sắc, xây dựng để trao đổi, chất vấn chính phủ và các vị bộ trưởng. Hiện nay nóng bỏng nhất là vấn đề lãng phí ở trong sử dụng tài sản công và vấn đề đầu tư lãng phí. Đại biểu người ta có ví dụ là một con đường ở các nước người ta làm 1.5 năm, phải không? Thì chúng ta làm đến 3-4 năm. Thì tất nhiên nó có cái nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng phải nói là phải công nhận là chúng ta quản lý kém. Chúng ta quản lý kém từ khi chuẩn bị đầu tư, lên dự toán, giám sát thi công, rồi làm không đảm bảo chất lượng. Hiện nay cái bức xúc lớn nhất là làm sao để giải quyết được cuộc sống cho nhân dân, đặc biệt là công nhân và những người làm ăn khó khăn, vì tình hình kinh tế của chúng ta bị, tức là như vậy là cái kinh tế nước ngoài tác động, đặc biệt là những cái ngành như ngành giày da, ngành may mặc hoặc là bất động sản thì đang là những cái ngành mà hiện nay chịu tác động một cách mạnh mẽ nhất. Tôi sẽ nhấn mạnh vào những cái điểm mà còn hạn chế để các trưởng ngành có thể là phát huy những cái mặt tích cực và hạn chế những cái mặt mà còn thiếu sót để làm tốt hơn trong những thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Tôi quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp. Vấn đề thị trường là một, và vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Thì người nông dân mà làm ra sản phẩm ấy, thì mong muốn là tiêu thụ như thế nào và giá cả như thế nào để nó đảm bảo được cái tái sản xuất. Cái một vấn đề nữa đấy là thị trường, thì thị trường nào hiệu quả. Hiện nay ta đang phụ thuộc vào rất ít các cái thị trường, cho nên là giá cả thì thất thường và thị trường thì bất định. Thưa quý vị, Việt Nam thì luôn tôn trọng quyền con người, và đảm bảo quyền con người luôn là một trong những mục tiêu hướng tới trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập của đất nước, lấy con người là trung tâm của mọi chính sách. Trong nhiều năm qua thì với những nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong việc bảo vệ, thúc đẩy quyền con người. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng nhìn lại những chuyển biến, những kết quả, những trái ngọt từ những nỗ lực đó trong mục nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, một số định danh cá nhân, một tấm thẻ căn cước và hàng loạt tiện ích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Đó là một trong những giải pháp đột phá đang được chính phủ triển khai một cách hiệu quả. Và không chỉ dừng lại ở đó, hiện dự án luật căn cước đang được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã có nhiều điểm mới, cũng với những quy định về số định danh cá nhân, thẻ căn cước, đồng thời mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng của luật, xây dựng, đề xuất nhiều chính sách nhân văn để thực hiện tốt hơn nữa việc bảo đảm quyền con người. Và không chỉ với dự án luật này, trong công tác lập pháp nói chung, bảo đảm quyền con người là một trong những mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật. Không thể lợi dụng được những cái việc đó để theo dõi cái việc này, cũng như là bảo đảm cái an ninh an toàn về dữ liệu của công dân. Việc xây dựng cái luật này là để bảo vệ nhân dân. Chủ trương của Đảng, Nhà nước là không để ai bỏ lại phía sau. Nhưng thực ra con số để bỏ lại phía sau rất nhiều. Con số này có thể lên đến hàng triệu người. Ngay trong Hà Nội thôi, ngay thành phố Hồ Chí Minh thôi, ngay thành phố sôi động này thôi, cũng hàng trăm nghìn người. Hoặc là những cái người từ nhiều vùng của đất nước đến Hà Nội, người ta đến nhiều chục năm nay rồi, vẫn có gia đình và vẫn sinh con sinh cái. Các cháu sinh ra vẫn theo cái số phận của bố mẹ này. Không có hộ khẩu, không có giấy tờ, không được đi học, lớn lên lại tiếp tục đánh giày, lại tiếp tục đi vào những cái cuộc sống rất khó khăn như vậy. Nếu chúng ta không đưa vào trong một cái xã hội giúp tạo điều kiện cho người ta, thì cái mục tiêu này để bảo vệ nhân dân, cái ý nghĩa này nó rất lớn, không có cái lời nào để có thể nói được. Không chỉ có thế, luật căn cước sửa đổi đã đề xuất việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt nhưng chưa xác định rõ quốc tịch, hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Đây là một trong những giấy tờ quan trọng để những người này có thể thực hiện các giao dịch trong xã hội. Người gốc Việt đang cư trú ở Việt Nam, đứng về mặt quản lý xã hội, người ta phải được xã hội công nhận và người ta được có quyền giao dịch trong xã hội đó. Thế nhưng mà người ta phải có cái giấy tờ gì chứ? Người ta sống ở đây không thấy có cái giá trị pháp lý gì về cái việc này nhỉ? Không quốc tịch, không hộ chiếu, không chứng minh, không căn cước, người ta giao dịch bằng cái gì? Thế các cơ quan quản lý thì muốn quản lý, muốn giao dịch với họ thì bằng cái gì? Chúng tôi chưa giao cấp căn cước, và chúng tôi chỉ làm cái chứng nhận căn cước, nó là một cái bước ban đầu tiến đến cái căn cước của người ta, và để tạo điều kiện cho người ta, xã hội cũng phải có trách nhiệm và họ cũng phải có trách nhiệm với xã hội chúng ta. Hiến pháp và các cái luật mà chúng ta đã và đang ban hành thì đều hướng tới cái việc bảo vệ cái quyền con người, công dân của Việt Nam. Gần đây nhất thì cái luật căn cước công dân sửa đổi thì cũng đã mở rộng thêm các cái đối tượng mà chúng ta có thể là những người chưa phải là có quốc tịch Việt Nam nhưng đang sinh sống ở trên đất Việt Nam thì vẫn có được cái định danh cá nhân để từ đó được hưởng những cái quyền lợi, hưởng những cái hỗ trợ và được thực hiện những cái quyền công dân của mình, thực hiện những cái quyền con người của mình trên cái đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy là cái điểm rất là tiến bộ trong cái dự thảo luật này. Đấy, điều đó là đáng chứng minh rằng Việt Nam luôn luôn là coi trọng và tôn trọng các quyền của con người và đang là cố gắng để hoàn thiện trong pháp luật về căn cước nói riêng cũng như là các cái quy định của pháp luật khác nói chung. Không chỉ từ góc độ lập pháp, trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội, thực tế những năm vừa qua đã cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và không ngừng nỗ lực để thực hiện việc bảo đảm quyền con người, bảo đảm nhân quyền theo đúng tinh thần các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam tham gia. Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 22 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là lần đầu tiên chúng ta có một cơ chế rất cụ thể tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để học nghề, sản xuất kinh doanh, tạo lập cuộc sống, đồng thời cũng có cơ chế để khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù. Chúng ta đang thể chế hóa các cái quan điểm của Đảng cũng như là thể hiện cái chính sách nhân đạo của pháp luật Việt Nam đối với tất cả. Theo đúng quy định của Hiến pháp chúng ta, đó là quy định về bảo đảm và tôn trọng các quyền con người và quyền công dân đấy, theo Hiến pháp 2013. Và với cái quy định như vậy thì rõ ràng là chúng ta đang tạo cho những cái người ở trong cái hoàn cảnh đó, họ sớm có cái điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng, và đồng thời họ đã có thể là gì, ra ngoài xã hội, họ trở lại với cộng đồng, họ vẫn có cái kế sinh nhai để nuôi sống chính bản thân họ và cũng như gia đình họ, và như vậy thì họ sẽ không bị có cái lầm đường lạc lối để đi vào tái phạm tội. Đây là một trong những cái nỗ lực rất lớn của Đảng và nhà nước ta trong vấn đề thể hiện trong vấn đề chính sách pháp luật và cũng như hệ thống pháp luật của chúng ta. Đây chỉ là một minh chứng cho những nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo vệ, thúc đẩy và tôn trọng các quyền con người theo những chuẩn mực quốc tế. Những năm qua đã và đang có rất nhiều những hành động cụ thể từ các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội vì mục tiêu chung không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến những điều chỉnh về pháp luật như việc công nhận người chuyển giới, những hành động đó là những khẳng định rõ ràng nhất về quyết tâm và mong muốn của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó quyền con người là cốt lõi. Việt Nam của chúng ta hiện nay là đã tham gia 7 trên 9 các công ước quốc tế về quyền người. Trong thời gian qua thì Việt Nam chúng ta nỗ lực để thực hiện các cái điều ước quốc tế về quyền người, được thể hiện rất rõ là chúng ta đã nội luật hóa các cái nguyên tắc, các cái chuẩn mực quốc tế về quyền người vào trong hệ thống hiến pháp và pháp luật Việt Nam và tổ chức thực thi trong hệ thống thực thi trên thực tiễn. Nếu soi chiếu toàn bộ hệ thống pháp luật của Việt Nam thì luôn luôn lấy cái vấn đề quyền con người và quyền công dân được xác định là trung tâm, bởi vì pháp luật phải phục vụ con người, trong đó phục vụ các cái lợi ích chính đáng của người dân. Chúng tôi khẳng định rằng là trong hệ thống pháp luật Việt Nam luôn luôn là được coi trọng tất cả các quyền của công dân và quyền con người. Đó là cái mục tiêu đầu tiên để xây dựng pháp luật và xoay quanh đó để phục vụ. Những nỗ lực của Việt Nam thì được bạn bè quốc tế đánh giá rất là cao. Trong đó thì việc mà chúng ta ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì
và chúng ta thực hiện đầy đủ cái chức trách của một cái thành viên, một cái ủy viên của thành viên của cái hội đồng nhân quyền này. Và tiếng nói của chúng ta cũng đã thể hiện cái quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong cái việc bảo đảm cái quyền con người, quyền được sống, quyền được có công ăn việc làm, không chỉ riêng ở đất nước Việt Nam mà trên toàn thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững. Và với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam đang ngày càng đạt được những thành tựu to lớn hơn trong công tác bảo đảm nhân quyền. Phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chuyển sang tin tức an ninh trật tự. Với hành vi chống người thi hành công vụ, đối tượng Phạm Ngọc Hùng sinh năm 1992, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, vừa bị công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng ra quyết định tạm giữ. Vào chiều ngày hôm qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ngô Quyền phối hợp với đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hải An tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường Phủ Thượng Đoạn. Lúc này có hai nam thanh niên đi xe máy theo hướng từ đường Phủ Thượng Đoạn về đường Nguyễn Bình Khiêm. Tuy nhiên, khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, hai nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà bất ngờ tăng ga phóng nhanh, lạng lách và đâm xe làm bị thương Thượng úy Nguyễn Minh Thắng và Thiếu tá Lê Doãn Minh là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Ngô Quyền. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và xác minh lái xe đâm vào hai cán bộ cảnh sát giao thông là đối tượng Phạm Ngọc Hùng và tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang cũng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hai bị can Hồ Văn Tuấn và Lưu Huỳnh Tỷ cùng chú tại xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang về tội tàng trữ mua bán sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo điều tra, vào khoảng tháng 9 năm 2023, Hồ Văn Tuấn đặt mua trên mạng một khẩu súng rulo và 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng. Biết Tuấn có súng, Tỷ đã hai lần mượn súng đi bắn thử rồi trả lại cho Tuấn. Do không có tiền tiêu xài, Tuấn đã mang khẩu súng trên đến nhà của Bùi Thị Nhung, chú tại huyện Thoại Sơn để cầm cho Lê Thanh Tấn lấy 200.000 đồng. Vào ngày 23 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang tiến hành khám xét nhà Nhung, qua đó thu giữ khẩu súng nêu trên cùng với nhiều vật chứng có liên quan.